Xin kính chào tất cả các bạn. Thì đây, làm như thế nào để chúng ta giảm được cái số vòng quay của cái máy mài gắp này, máy mài mấy cát cầm tay này, để chúng ta sử dụng vào các cái mục đích khác nhau. Ví dụ như là chúng ta cần đánh bóng, hoặc là chúng ta mài dao, mài kéo, vân vân. Thì chúng ta muốn làm giảm cái tốc độ, làm chậm cái tốc độ của cái máy này. Thì cách thức thực hiện của nó là rất là đơn giản các bạn. Thì ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ đến các bạn cách chúng ta thực hiện. Và khi xem video, kính mong các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh, like và chia sẻ video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta sẽ đi vào thực hiện. Thì để các bạn thấy là để mà thay đổi giảm cái tốc độ của cái động cơ hoặc là cái nói chung và cái máy cát này nó riêng, thì chúng ta cũng có rất là nhiều cách. Ở đây cụ thể là chúng ta sẽ điều chỉnh cái chúng ta sẽ giảm cái điện áp cấp cái nguồn cho cái máy này, thì chúng ta sẽ giảm được cái tốc độ của cái máy cát máy mài. Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cái mạch này. Đây chúng ta có một cái mạch này, nó rất là nhỏ gọn. Đây là cái mạch để chúng ta điều chỉnh cái điện áp đây các bạn. Thì cái mạch này, cái công suất của nó là 2000W. Và chúng ta có thể điều chỉnh cái điện áp là từ 50V, từ 220 xuống 50V. Thì ở trên thị trường á, thì người ta gọi cái, các bạn lên Lazada các bạn mua, thì cái này người ta gọi là cái bộ điều tốc 2000W. Chúng ta cũng có thể gọi là cái chiếc ốp, hoặc là cái bộ điều chỉnh điện ốp, dimmer, vân vân. Thì nó có rất là nhiều cách gọi. Trên cái mạch này á, thì nó có 4 cái cọc để chúng ta đấu dây. Thì hai cái cọc đầu này là chúng ta cấp nguồn 220. Các bạn nhớ là cái này là cái mạch này là chúng ta cấp nguồn 220 các bạn nhé, cấp nguồn 220. Và đây là hai cái cọc đầu ra. Thì chúng ta sẽ tăng giảm cái biến trở này để chúng ta điều chỉnh được cái điện áp đầu ra này cho phù hợp, là nó từ 50 đến lại 220V. Thì chúng ta muốn điều chỉnh nhỏ hơn nữa thì chúng ta sẽ sử dụng vào cái biến trở này. Rồi bây giờ tôi sẽ đấu nối để chúng ta áp dụng cho cái máy này. Thì các bạn thấy đây, tôi sẽ sử dụng cái fix này, tôi sẽ cấp nguồn cho nó. Thì đầu tiên là các bạn sẽ đấu cái hai cái cực của cái cấp nguồn, là các bạn lấy hai cực này rồi các bạn cấp vào đây. Rồi đây là hai cái cực cấp nguồn, là các bạn nhé, đây là cấp nguồn 220 nha các bạn. Đây, điện áp 220, cái mạch này là điện áp 220. Và chúng ta sử dụng cái rồi tôi sẽ sử dụng cái ổ cắm này, sử dụng cái ổ cắm này để chúng ta cắm cái fix này vào, để chúng ta thử cái máy này. Thì cái ổ cắm này có ra hai cái đầu dây, thì các bạn sẽ đấu cái ổ cắm này, các bạn sẽ đấu vào hai cái cực này, hai cái cực của cái còn lại đây. Đây các bạn sẽ đấu vào đây, thì các bạn thấy là cái cách đấu của nó là nó rất là đơn giản. Thì ở trên, ở trong này nó cũng có ghi chú là in in và out đây các bạn. Các bạn đặt ở trong cái mạch này thì các bạn cũng biết. Rồi bây giờ đến cái máy này, tôi giới thiệu sơ về cái máy này một chút. Thì các bạn thấy cái máy này thì cái đây các bạn thấy là công suất của nó, công suất của nó là đây là 750W. Và cái tốc độ tối đa của nó là 11.000 tốc độ của nó. Là khi chúng ta cấp cái điện áp là 220V á, thì nó đạt cái tốc độ là 11.000 vòng trên 1 phút. Thì như vậy á, là cái máy này, các bạn thấy cái máy này đây, thì nó là 750W. Thì cái mạch này là 2000W. Thì chúng ta sử dụng cho cái máy cắt này được. Đấy, còn ngồi ra thì các bạn thấy là nó cũng có, còn có một số cái dimmer nữa. Đây các bạn, ví dụ như ở đây chúng ta có cái dimmer điều chỉnh này, điều chỉnh đèn, điều chỉnh quạt rồi đây. Thì cái dimmer này chúng ta không sử dụng được nha các bạn. Thì ở đây cái công suất nó quá nhỏ. Thì đấy, là so với cái máy này thì nó nhỏ rồi, cho nên là ta không sử dụng được cái này. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ, tôi sẽ cấp nguồn vào. Và tôi sẽ cho cái máy này nó hoạt động. Rồi bây giờ tôi sẽ cấp nguồn vào đây các bạn. Rồi tôi sẽ cắm cái nguồn này vào. Và tôi sẽ bật cái nguồn lên. Thì bây giờ tôi sẽ đo kiểm tra cái điện áp để cho các bạn thấy.
Đây, tôi sẽ sử dụng cái đồng hồ này, tôi đo cái kiểm tra. Trước tiên là chúng ta đo kiểm tra cái điện áp này cái đây. Đây các bạn nhìn trên cái đồng hồ này, chúng ta thấy là cái điện áp đầu vào của chúng ta đây. Đấy, các bạn thấy là điện áp của chúng ta là đang là 219-220V đấy. Cái điện áp đầu ra. Đấy, của chúng ta là chúng ta nó đang là do ta để cái biến trở này, các bạn thấy là nó đang là 97V đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ giảm, tôi sẽ vặn cái biến trở đây cho các bạn thấy cái điện áp này nó thay đổi này. À, chúng ta tăng lên dần lên, chúng ta vặn theo chiều tăng thì điện áp của chúng ta nó sẽ tăng lên. Đấy. Nó tăng dần lên đến cái gần cái ngưỡng của cái điện áp đầu vào đó. À, chúng ta giảm hết maximum rồi. À, bây giờ ta giảm cái dimmer này xuống. Đấy, ta giảm xuống thì các bạn thấy là cái điện áp nó giảm lần xuống đấy. Rồi bây giờ các bạn thấy là tôi sẽ cho cái máy của chúng ta chạy, bắt đầu là tôi sẽ bật cái máy lên. Đấy các bạn thấy là cái đó, các bạn thấy này. Đấy. Đấy, tốc độ của nó là rất là nhỏ, đây tay bạn nó chạy lần lần nó lên. Đây nó chậm đến cái mức độ mà các bạn thấy cái chiều quay nó quay thôi đó. Đấy. Đây các bạn thấy là khi nó tốc độ nó nhỏ, cái điện áp nó còn có 40-45V thì cái máy của chúng ta nó quay rất là chậm. Đấy. Nó coi như nó không quay luôn đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì đấy bây giờ cái máy của chúng ta nó đã chạy rồi đấy. Nó chạy ở tốc độ thấp đó các bạn đo. Đây chúng ta đang chạy cái điện áp là 50V này. 51V này, bây giờ tôi sẽ tăng cái điện áp lên các bạn thấy này. Đó. Đấy, các bạn thấy là cái mạch chúng ta điều chỉnh nó rất là trơn tru. Đấy, đấy là cách đơn giản để chúng ta điều chỉnh cái máy cáp này. Thì cái cách thức lắp đặt của nó cũng rất là đơn giản. Thì đấy, thì các bạn muốn điều chỉnh được cái tốc độ của cái máy này thì các bạn sử dụng cái đây. Cái bộ điều tốc này đây thì các bạn sẽ điều chỉnh được và nó theo tốc độ chúng ta mong muốn. Thì video này chúng ta kết thúc ở đây. Gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.